giờ cũng là 18:05 rồi nha các bạn. Chắc hai mẹ con mình bỏ cuộc tại đây rồi các bạn. Tại vì ăn sữa chua với lại uống nước trà xanh, trà ô long á, giờ nó sót ruột, nó bụng quá. Mình ăn xong mình nghỉ tới sáng được 200k anh Mạnh ơi. Ngủ. Ngủ đi rồi sáng lượm tiền. Trời mưa nên team mình không thể nào thử thách 24 giờ ở những nơi xa được nha các bạn. Nhưng mà hôm nay team mình cũng sẽ cố gắng làm thử thách 24 giờ vòng vòng xung quanh nhà mình thôi. Và mình sẽ chọn 3 địa điểm, đó là trên ghế salon là điểm thứ nhất, ở băng đá này là địa điểm thứ hai, và ở nhà sàn đằng kia là địa điểm thứ ba nha các bạn. Và điều đặc biệt nữa là hôm nay chia ra làm 3 đội, mỗi đội cô sẽ đưa 100.000 để tụi con tính toán để mà mua đồ đặng cho mình sinh tồn 24 giờ. Thử thách 24 giờ kiểu này cũng hết đúng á cô. Anh Minh có 100.000 mua gì? Hả? Anh hả? Anh mua cua nè, cua biển á nha, với cơm nè. Trời ơi tụi nó nhìn nó đã gì đâu. Có 100.000 anh Minh mua không đủ cái càng cua nữa. Ừ vậy hả? Thôi xíu đi tính. Trời mấy đứa này làm như 100.000 là 1 triệu vậy đó, toàn là mua hải sản không. Bởi vậy cô tổ chức cái thử thách này giúp cho tụi con có đầu óc tính toán để mà mình chi tiêu sao cho hợp lý. Và đồng thời tạo điều kiện cho tụi con sinh tồn một mình khi mà không có cha mẹ bên cạnh nha. Dạ. Thôi bây giờ bắt bầu đi. Thôi cho tôi với bạn bầu đi bạn. Cô có cái cách này nè, để mà cho công bằng với lại tạo phần hấp dẫn, cô có chuẩn bị 6 cái thanh này nè. Dạ. Hai cái số sẽ trùng khớp với nhau, thế ai mà trùng khớp với nhau thì người đó là một đội. Dạ. Con hiểu không? Dạ, cô bắt đi. Thấy tự nhiên bắt một tường mỗi người bắt một cái. Số gì đây ra con mấy gì đây? Thôi là hồi hộp quá. Mình phải nặng nha các bạn. Trời ơi. Cô phải đợi con đừng nhìn cô. Anh em. Số 2. Trời ơi. Sao vậy Vinh? Mẹ mẹ con mình thì số 2, hồi nãy mẹ quy định là số 2 ở băng đá, vậy là mẹ con mình nằm ở đây mỏi lưng rồi Vinh ơi. Mình với Tài là số 3 ở nhà sàn nha các bạn. Yeah, ở nhà sàn mát ơi là mát luôn á. Ừ, nằm được ngủ y luôn á. Giờ mình có 100.000 và mình tính toán mua gì đi Trang? Dạ, điều quan trọng nhất là trong 24 giờ chính là nước uống, là mua nước nè, thức ăn là mua đồ ăn. Ờ, mua đồ ăn nữa, hay là mua xúc xích theo cái bội đi, vừa bổ rẻ nữa, vừa có sức khỏe thôi. Mua đi. Trang nói đúng rồi đó các bạn. Trong cuộc sinh tồn 24 giờ mình không thể nào mà thiếu nước được. Thứ hai đó là thức ăn. Rồi bây giờ tụi con chọn gì nè? Thôi bây giờ mình ra quán mua đi, chứ ở đây tưởng tượng không biết giá tiền sao con tính được. Quá chuẩn rồi. Đúng rồi, tại nó hợp lý. Rồi rồi, bây giờ cô đưa ra mỗi đội 100.000, tụi con ra ngoài nhà mình tự tính toán nha. Dạ. Rồi, đi. 5 minutes later. Rồi tới quán rồi mấy đứa, bây giờ tụi con gói ghém sao mà mua đủ trong 100.000 nha. Dạ. Có xúc xích theo cơ hội món bổ rẻ nè con. Mình có thức ăn rồi, mình tiện mức uống nha các bạn. Ok, mình làm mình anh bạn thấy chai nước này luôn. Uống cái đó. Đúng rồi. Đây, ba. Few moments later. Giờ mình đem đồ ăn thức uống vô coi chỗ nào có lốt hay là thiếu hụt gì nha tụi con. Dạ. Yeah. Rồi để mình tính cái phần 100.000 của mình có gì nha các bạn. Mình với Vinh không ăn vặt nên không có mua bánh, chỉ mua mì với nước với lại sữa chua thôi. Hai hũ này mỗi hũ là 7.000, hai hũ 14 với này 25 nữa là 39, 39 này nữa là 40 chẳng đi. 40 này là 60, 60 này nữa là 80. Quá đủ trăm luôn các bạn ơi. Đó, mình có 100.000 mua được như sao? Anh Minh nói đi anh Minh. Ok, đây, một chai 10.000 nha các bạn, hai chai là 20. Một hũ xúc xích này 10.000 nữa là 40. 40, một hũ 5.000 là 50. 50 chứ cái này 10.000 nữa là 60. Hai bịch bánh, mỗi bịch 5.000 nữa là 70. 70 gì là 74, chai nước suối là 4.000, 74. Cái này 6.000 với 4.000 nữa là 84. 84 với đây là một hũ 7.000 nữa là 14. 84 là 98. 98 với 2 cục kẹo có 1.000 nữa là 100. Đúng luôn các bạn ơi. Wow, anh Minh tính cái gì ra 100.000 chẳng luôn. Chính xác, chúc mừng Minh nha. Để rồi bây giờ tới đội của Mạnh đi. Dạ. Một bịch là 4.000, bỏ lộn 6.000 và 24.000. Rồi ok. 24 với bịch này là 16.000 là 40. 40 hai chai này, mỗi chai 10.000 là 60. 60 với hai hũ xúc xích là 80. 80 với này là 5.000. Một chai 6.000 là 18.000 mà tính ra là 103, mà con năn nỉ dữ lắm á, lựa cái con. Vậy bớt con 3.000 với không, sao mất tiền túi nó gì á. Biết mình
đầu cũng hoàn thành thử thách là đi mua trong vòng 100.000 nha các bạn. Riêng đội bạn Mạnh thì là 103, nhưng mà năn nỉ bà chủ, bà chủ đã bớt 3.000 và hoàn thành luôn là đúng 100.000 luôn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cuộc thử thách nha tụi con. Khoan con. Gì nữa? Mà con mua nước uống mà đồ nóng đâu, sao con nấu mì con? Con ở vị trí số 1 đúng không? Dạ. Con sát nhà một lát nữa cô sẽ lấy cho con mượn cái bếp ga, lấy cái nồi, con nấu nước lát đổ vô cái ly mì nha. Dạ. Yeah. Một lần nữa cô sẽ ké hai cái ly này nè. Cô ở cái băng đá thì không có gì nấu luôn. Yeah. Đi mà. Hôm nay thử thách 24 giờ ở nhà xì này đã quá. Cá nó quậy quậy quá trời luôn. Em đói quá em, giờ em ăn gì đây? Ăn xúc xích đi. Ok. Công nhận thử thách 24 giờ trên ghế sa lông nó đã quá các bạn ơi, có nệm mềm nữa nè. Mình nhất định chiến thắng hai đội còn lại nha anh Minh. Trời ơi, cái nệm im như vậy anh mà không thắng là em đi công tác xấu luôn á. Nãy giờ em đói quá, mình lấy gì ăn đi anh Minh? Ờ, lương thực cái đó mà giờ em thích ăn gì? Bây giờ em thích ăn xúc xích. Ok, lấy xúc xích ra. Không biết đội mình có thắng không anh Minh? Thì tùy thuộc vào chỗ ở thôi em. Nè, bên mình nè, ngồi ghế sa lông không bị nắng, không bị mưa. Còn bên ghế đá nữa hả? Thì bị mưa tạt vô. Còn ngoài nhà sàn gió hổi vô lạnh. Quá lại chạy vô hôi gì. Nhìn thấy Diệm Vinh bên đội chị Trang ăn xúc xích heo cao bò thấy ngon quá, thôi mẹ con mình ăn luôn đi con ơi. Ừ, nãy giờ con thấy đâu. Rồi, ăn nước ngồi ngủ. Rồi, mẹ con mình cố gắng quyết định thử thách 24 giờ tới sáng luôn nha. Yeah nè, yeah cái nè. Yeah. Không có con ăn xúc xích xong mấy tiếng đồng hồ đợi cô mới ăn á hả? Từ từ rồi thưởng thức tụi con ơi. Bây giờ tụi con ăn trước phải không? Giờ dầm miệng hai mẹ con cô ăn nè, có thèm không? Nè cho nè. Bây giờ mình làm gì nữa em Minh? À, anh nghĩ ra món ăn mới nè. Em nằm dậy xuống đi. Chuẩn bị sẵn sàng chưa? 1, 2, 3. Hai anh em mình nằm ngon khu bàn đế nha. Tưởng kêu em làm gì, ai về nằm ngủ. Thôi bây giờ mình tìm gì ăn đi em Minh. Không được đâu em ơi, mình có 100.000 mua đồ à. Mình phải nhịn tới ngày mai nữa chứ. Anh nói đúng ha, bây giờ mình nằm ngủ đi anh ơi. Ok, anh đang nằm ngủ, anh đang mơ tới ăn cua mà em làm tiếng quá. Để anh ngủ tí bây. Rồi, mình ăn xúc xích xong rồi, giờ mình làm gì nữa đây Vinh? Con trên đây không biết làm gì. À, mẹ biết rồi, hôm nay con vô học lớp 1 rồi, con biết nhiều chữ rồi đúng không? Con chị nhắc lại cho mẹ biết là chữ A ghép với chữ O đọc là gì? A ao. Giỏi. Rồi chữ A với chữ ngờ. À, là chị Trang đó đúng không? Hồi nãy giờ mình nằm tới nằm lui ở nhà mình thấy được cái bịch thức ăn cho cá ăn nè. Bây giờ mình lấy bịch thức ăn cho cá ăn nha các bạn. Giờ rảnh quá không biết làm gì hết. Cá ăn đi. Ăn vô cho bự rồi tao ăn mày lại. Cá bự quá các bạn ơi. Ăn đi hết rồi cho tiếp. 5 minutes later. Nãy giờ cho cá chán quá, bây giờ mình nằm ngủ nha Tài. Ơi, ngủ đi. Rồi chữ y ghép với chữ nhờ. Y nhờ in. Ừ, là anh Minh đó ta. Mẹ ơi, nãy giờ con học á, ngủ quá mẹ ơi. Thôi, giờ mẹ con mình cũng nằm nghỉ chút xíu đi ha. Mẹ cũng nãy giờ cũng mỏi lưng rồi. Bây giờ ngủ. Thôi, ăn chút ngủ dậy rồi ăn con. Giờ mình mẹ con mình nằm nghỉ chút xíu nha các bạn. Nãy giờ cũng ngồi cũng hơi mỏi mệt, mà có điều cái bàn đá này nó cứng, nằm cũng đau đầu quá các bạn ơi. Nằm ngủ nãy giờ kháng nước quá, uống nước cũng được. Trời ơi, ở bên đợi kia còn ngủ luôn. Trời ơi, lấy Minh chảy nước coi Trang. Dạ không biết Mạnh viên Tài nó ở nhà sàn, không biết nó có nhảy nhạc sàn nữa các bạn. Thiếu bánh nhạc nghề là khỏi luôn rồi. Ở trên ghế sa lông này mình không có được xuống đất á. Bây giờ mình tìm trò gì chơi đi em Minh. À, để em coi coi. À, trò gì em Minh? Mình chơi tù xì ăn bánh đi. Ai là, ví dụ anh thắng em, anh sẽ được quyền chọn một bịch bánh anh ăn. Ủa anh nói hay. Bây giờ chơi đi. Ok chung nha. 1, 2, 3. Yeah. Trời ơi, tức thiệt chứ. Em chọn ngay bịch bánh anh thích luôn á. Tụi lại nè. Còn 3 bịch thôi. Ui chứ. Trời ơi. Chăng. Rồi. Chăng. Em lấy cái bố mà vậy. Còn một bịch thôi. Si. Anh nói gì thôi chứ đồng đội là phải có tính đồng kết chứ. Nè anh cho em một bịch bánh nè. Cảm ơn anh Minh. Rồi mình ăn đi. Trời chỉ mưa đang thui vậy Tài.
quá. Còn cái bàn răng đá này nó đau mình quá các bạn ơi. Vinh dậy hả? Dậy. Trời sắp mưa tới rồi kìa, mẹ con mình không biết thử thách hơn 4 giờ được không đây. Tạt mưa lạnh chết luôn á. Ui ra đi. Mình chắc bỏ cuộc quá. Thôi giờ chứ mình, giờ mình á ăn sữa chua đi mẹ. Ừ, ăn sữa chua con ơi. Giờ tới đâu hay tới đó chứ mình cũng không có biết được nha các bạn. Mưa mà nó xối xả vô con người mình cũng bỏ chạy bỏ cuộc thôi. Thấy chưa, anh nói nghe cũng nghe. Hồi cơ của mình sắp tới rồi đó. Dạ, ơi, mưa đang khô luôn rồi kìa. Mưa chắc là cô bỏ cuộc nha. Cô cũng rác ngồi đây luôn á. Mạnh với anh Tài nằm ở đẳng im re luôn tụi con ơi. Không có nhảy nhặt sàn nhé, thấy trời mưa chắc không dám nhảy quá. Ơi, trời mưa lâm râm rồi Vinh ơi, mẹ lạnh quá à. Cô uống hết nước rồi. Trời, con uống nước gì dữ vậy? Dạ, nước bụng lắm. Nó bụng hả? Thôi vậy để mẹ nấu mì cho con ăn nha. Ủa? Hồi nãy mẹ mua 2 ly mì này mà mẹ quên mua 2 cái chai nước lọc rồi lấy đâu nấu. Chắc mình ăn mì sống luôn quá. Thôi mà quên nữa, mình còn 2 củ sữa chua với 2 chai nước này cũng tồn tại cũng được đó con. Ừ, nước kẹo đỡ đi. Các bạn thấy không, trước khi làm một việc gì đó mình phải suy nghĩ trong tính toán cho kỹ lưỡng nha các bạn. Như mình mua 2 gói mì, mình không mua nước lấy nhau mà nấu, bây giờ mình không có mì ăn luôn các bạn ơi. Ha ha ha, đồ bên kia lại không có nước nữa rồi. Do cái đầu mình biết suy nghĩ, mình mua 2 cái nước lọc này các bạn. Thôi bây giờ nó bụng quá, nấu mì ăn đi cha. Để em lấy bút ra cho. Mì ơi, thử thách 24 giờ mà con bút xuống khỏi xe lâm đó là bỏ cuộc đó nha. Trời ơi con quên. Thôi em không biết gì cho anh đi qua đi, để lấy cho. Anh làm sao anh bước xuống hả? Không phải đâu. Đâu. Để anh dùng cặp chân quyết rượu mà anh chiều lại. Anh Minh có khi làm thầy ta. Các bạn thấy không, khi mà mình gặp khó khăn mình phải cố gắng, mình tìm cách để vượt qua nó mới là xuất sắc nha các bạn. Mình số 1. Con không số 1, ai số 1 con? Trời ơi, mày ké nha. Trời ơi, con không được cô ơi. Bồ sẽ chết. Rồi, em khui mì đi. Rồi, bây giờ mình nấu nước nha các bạn. Em có mì mà không có nước nấu anh ơi, cho em đi. Oh, em nước đi. Anh Tài Vinh ơi, Vinh. Anh cũng muốn cho anh mà, nhưng mà cuộc thi là anh cho em thắng anh rồi sao? Anh còn về rồi ăn quá trời luôn kìa. Có đâu. Nhưng mà bây giờ chị đâu có qua bên bển được đâu. Nước sôi giờ làm sao anh? Thì mình nhấc xuống thôi chứ sao? Ủa mà nhấc sao? Để coi. Hai cái nắp nãy để cái ly mì thôi. Đây nè. Trời đất ơi, có cái này mà không biết xài nữa là thôi luôn á. Wow. Có cái trình đẳng cấp của mình nó ấy tới mức thường thường em à. Thấy mình ăn thèm á mẹ ơi, bỏ cùi với mẹ. Nhầm kẹo đỡ đi con ơi, cố gắng lên. Còn cái lương thực nè, ủa, bắt luôn hả? Thôi kệ còn này đi con ơi, gắn lên. Lát có gì mẹ con mình ăn thì sắp. Hiên. Sao đội bên nhạc sàn đó vỡ bển á, sao im ru ta nãy giờ không nghe tiếng động gì chưa á. Ờ, chắc đội bên đó còn ngủ đó. Ờ, chắc vậy á. Ờ, cô thấy đội bên kia làm gì im ru à. Coi chừng thua hai đội mình đó nha tụi con. Ơi, con thấy đau bụng mà em muốn chết nữa. Thôi kệ gắn đi con ơi, để chân lên. Cái đau hồi đội nhà sàn im nó thua mẹ con mình sao. Hai mẹ con đói mà không lo tối ngày á. Bạn cái quạt thấy đội bệnh ghê chưa? Nhìn, có gì ăn này Vinh. Nè, có anh ăn nè, coi mà tận hưởng nha nè, coi là. Tụi con đừng có làm vậy chứ, để Vinh bỏ cuộc rồi con bỏ cuộc theo tôi tụi con sao? Mẹ ơi, con nó bụng á, bỏ cuộc đi mẹ. Trời ơi, Vinh mẹ ơi, ráng lên đi. Nếu mà được 200k ngày mai á, mẹ chở Vinh ăn gà thế nha, được không? Ok. Bây giờ gì vậy? Sao có hôi vậy? Kéo mình vậy? Trời ơi, hồi nhã giờ mình ngủ nhà sàn mát quá, ngủ tới tối rồi anh ơi. Ờ đúng rồi, nhà sàn này mát thiệt. Thôi giờ thấy đau bụng thiệt á. Giờ mình ăn đi. Ừ. Ăn bánh nào cho đỡ đói. Mình lương thật nhiều chắc đội mình hạng nhất quá. Đúng rồi. Ăn bánh này luôn đi. Dạ, ngủ quên mấy mình kéo dài được thời gian ha. Hay là mình ăn xong ngủ tiếp. Không biết được mấy đội kia bây giờ sẽ ăn hết luôn học chưa ta. Em nghĩ rồi, đi chắc hết rồi. Đừng ham ăn à. Đúng rồi. Thế là trời mưa gió nữa. Mà hơn nhà tàn này nó có cái
nó chơi nắng chơi mưa luôn. Bom hết. Lúa hết nước rồi, ổn sống ruột, ăn mì sống đi mà. Thôi tối này mà hai mẹ con mình ăn mì sống này tới sáng là bụng luôn á con. Ăn sữa chua. Thôi sốt ruột ăn sữa chua vô nó bào bao tử luôn á. Giờ cũng là 18 giờ 5 phút rồi nha các bạn. Chắc hai mẹ con mình bỏ cuộc tại đây quá các bạn. Tại vì ăn sữa chua với lại uống nước trà xanh, trà ô long á, giờ nó sốt ruột, nó bụng quá. Do mình không có chuẩn bị nước nên giờ hai cái mì này mình không có nấu ăn được. Thôi hai mẹ con mình bye bye các bạn nha. Dừng cuộc chơi thôi. Vô con ơi. Em đừng bỏ cuộc tôi chết luôn. Em đừng nghịch lên ăn chơi nhé. Trời ơi. Qua bản ăn ké mì hay vậy Vinh? Ê cho em ăn miếng đi chị nè. Trời ơi, phải ngay từ đầu đồng hàng xóm là anh cho em ăn mì rồi. Của con nhà con coi lương thực còn nhiều không? Qua nước còn đầy đủ mà bánh còn yên nguyên luôn nha. Còn bịch bánh mì này nè. Đây là còn tại cái sáng được cả nhà, ngon à. Trời đất ơi, con ăn này con no à. Giờ con chỉ ngủ đi sáng còn lương thực thôi á con. Thôi thôi, mẹ con mình lại chỗ anh Mạnh với Tài coi sao rồi Vinh. Chết. Phải kiệm luôn và đủ lắm á. Tụi con sao rồi, cô thông báo với hai đứa là cô với Vinh bỏ cuộc bởi vì hết đồ ăn rồi, đói meo rồi. Trời ơi, cho con mừng nữa. Con mừng cho con. Tụi con còn miếng trà bông với 4 ca nước rồi. Trời ơi, kiểu này chắc tụi con lương thực đầy đủ vậy chắc tới sáng mai, tới trưa mai luôn quá. Trời ơi, ăn nhiêu đây no quá cô ơi, dư sức là chiến thắng luôn á cô. Con chưa chắc, đừng có tự tin nha. Đội của Minh với lại Trang á, nằm niệm im ấm gối đặng ấm giữ lắm nặng á. Rồi ba cái lương thực thì còn nước còn nữa. Đội đó chiến thắng con bây giờ nè, con ở đây ha, nửa đêm nước nó bắt hơi lên lạnh thấy bà luôn con. Nước nặng quá Vinh không nói luôn. Nói gì nói chứ cô cũng hy vọng tụi con chiến thắng nha. Ngủ từ trưa giờ nên mất nhiều thời gian, bây giờ ngồi nạp năng lượng đi rặn chiến đấu tới sáng. Dạ ok. Mình ăn xong mình nghỉ tới sáng được 200k em Mạnh á. Ngủ ngủ đi rồi sáng lượm tiền. Okay. Đội bên kia ngủ rồi đó nha, đội này làm gì làm đi nha. Thi đấu nha, coi đội nào chiến thắng. Giờ cô vô nấu mì ăn, đói bụng quá. Đó, cô đi đi với bài cô. Mà dòng ráng cạo cho đỡ buồn với bạn. Ngủ trời ơi mũi quá trời mũi trời ơi con mũi bự chưa bác ơi lạnh quá Tài ơi em lạnh quá anh hay là anh em mình khó chịu cực nữa anh em mình bỏ cuộc không chắc dậy quá chứ nằm tới sáng cơ mấy con mũi hiu chết quá đúng rồi luôn thật thì là mình thở hết được rồi đó nhưng mà mũi quá trời mũi với lạnh nữa em không bây giờ mình bỏ cuộc không? Đi em đổ vô. Hai mẹ con mình bỏ cuộc giờ nấu mì ăn nha các bạn. Công nhận hai cái đội này á, nó gói ghém 100.000 sao mà mua đồ ăn dư sức luôn tới sáng luôn các bạn ơi. Cô ơi con bỏ cuộc rồi. Ủa hồi nãy cô thấy lương thực còn nhiều mà sao tụi con bỏ cuộc hả? Ăn hết hả? Nhiều thì có nhiều nhưng mà lạnh với đau lưng mũi chích quá trời luôn cô. Đúng rồi mấy anh bỏ cuộc là đúng rồi á, chứ nằm ở đó mũi thiêu luôn á. Mà cô công nhận hai đứa con nằm ở đó cũng bền chí thiệt. Bây giờ là 19:37 rồi tụi con thấy không? Wow. Cũng hên là chiều tụi con kéo dài cái thời gian ngủ mới tới giờ vậy đó. Chứ thôi cũng đau lưng với bà ngủ hên đâu biết. Dạ. Nóng rồi chị ơi, nóng rồi. Gì vậy? Đồ ảnh thua hả? Cô là gì vậy? Đội của Mạnh bỏ cuộc với cô bỏ cuộc luôn. Thôi chứ không là đội em thắng rồi. Ừ đúng rồi Tài nói đúng rồi đó. Hẹn bạn lần sau nha. Trời ơi mấy bạn tinh học chưa quân tử nhất ngôn mà năm chứ hụt chưa mượn chứ gì. Ok mình sẽ gán đại đi chen lại đắng bánh tiền. Dạ. Thôi cô ơi giờ tới thành thủ đi cô. Rồi chúc mừng hai đứa con nha. Dạ. Đội tụi con chiến thắng 200k. Dạ. Con đó để dành tiền đi học nha. Dạ. Và video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay cho một like đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận video hay tiếp theo của team mình nha. Chào tạm biệt. Bye bye.